tin giáo xứ Phú Long, thánh lễ ban bí tích thêm sức, tuyên hứa bao đồng, rước lễ lần đầu tại giáo xứ Phú Long. Vào lúc 16 giờ 30 ngày 1 tháng 7 năm 2018, giáo xứ Phú Long hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước giám mục giáo phận Phú Cường đến ban bí tích thêm sức cho 24 em, chủ sự nghi thức tuyên hứa bao đồng cho 26 em và rước lễ lần đầu là 32 em đồng tế với đức cha du xe có cha sở du xe nguyễn văn thịnh cha du xe ngô xuân hiến hiệp dân thánh lễ có quý phụ huynh thân nhân và người đỡ đầu của các em đã nhận bí tích cùng đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ sau bài giảng cha sở du xe giới thiệu với đức cha quá trình các em học giáo lý và hôm nay các em hội đủ điều kiện xứng đáng lãnh nhận bí tích thêm sức và giây phút long trọng đã đến các em xếp thành hai hàng cùng cha mẹ đỡ đầu tiến lên cung thánh Tay cầm nến tuyên sưng Tin kính Thiên Chúa Từ bỏ ma quỷ Đức cha du xe sức dầu thánh Ghi hình thánh giá trên trán các em Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần Các em bao đồng tiến lên trước bàn thờ Xếp thành hình vòng cung Rồi quỳ xuống thực hiện nghi thức tuyên hứa bao đồng Sau cùng Đức cha du xe trao cho các em sách phúc âm Giây phút các em đức lễ lần đầu mong đợi đã đến, các em lần lượt tiến lên lãnh nhận bí tích. Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện chân thành cảm ơn đức cha đến cho ban bí tích thêm sức, cảm ơn cha sở đã dạy dỗ thương yêu các em những ngày qua. Các em cũng không quên cảm ơn đến các bậc phụ huynh quý sơ, các anh chị giáo lý viên đã, đang và luôn yêu thương, chăm sóc, dìu dắt các em. Kết lời các em dâng lên đức cha và quý cha bó hoa tươi thắm tỏ lòng tri ân đức cha du xe bày tỏ sự vui mừng khi thấy các em lớn lên bước đi trong ánh sáng chân lý cùng với giáo sứ phú long ngày một phát triển đức cha cầu chúc cho các em sống trung thành với ơn thiên đã lãnh nhận là người được sức giàu với bảy ơn chúa thánh thần mà trong đó ơn khôn ngoan và lo liệu sẽ luôn cần cho các em trên vạn nẻo đường đời vào lúc 17 giờ 55 phút, thánh lễ khép lại và sau đó các em đã có những tấm hình lưu niệm cùng với đức cha, quý cha và những người thân thật ý nghĩa.